thắc mắc tại sao Red Bull 6 khi vừa download về đã có thể sử dụng được ngay, nhưng Pony DJ lại có thêm 3 sự lựa chọn nữa cho các bạn. Vậy gói free plan này có thể làm được gì? Thì hôm nay mình sẽ giải quyết hết vấn đề cho các bạn. Vâng, và đầu tiên các bạn cần truy cập vào trang web recordbox.com. Chúng ta sẽ vào phần plan. Và hôm nay chúng ta sẽ nói về gói free plan. Thì với gói free plan thì các về phần export mode thì các bạn sẽ được hỗ trợ quản lý thu mục nhạc và cloud library, nhưng mà có giới hạn. Tiếp theo về phần performance mode thì chúng ta sẽ được hỗ trợ streaming, kết nối các thiết bị DJ controller với chiếc laptop hoặc là PC với các bạn. Tiếp theo sẽ là phần video, lyric, record. Và cuối cùng là phần nâng cấp mới nhất trên bản Rockbox 6.6.5, đó chính là các effect của thiết bị RMX sẽ được tích hợp trên Rockbox. Và nếu các bạn đã có cắm thiết bị Pioneer DJ vào chiếc laptop hoặc là PC của mình thì khi kết nối với Rockbox các bạn sẽ được mở hardware unlock. Mặc dù là một gói free plan nhưng các bạn có thể thấy là nó đã đáp ứng được cho tất cả các bạn những nhu cầu cơ bản và thiết yếu nhất. Vậy ba gói còn lại có thể làm được gì? Hẹn gặp các bạn ở cặp kế tiếp.